sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Hello everyone, welcome back. Today we are going to move to Unit 5, Inventions, Lesson 6, Writing. Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với bài học của cô. Hôm nay chúng mình tiếp tục tìm hiểu bài số 5 với chủ đề những phát minh. Chúng mình sang bài số 6, Writing, bài viết. Today, we are going to write about the benefits of an invention. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ viết về các lợi ích của một phát minh. Let's look at exercise 1, draw a diagram. Ở trong bài tập này, chúng mình sẽ vẽ một sơ đồ. Choose an invention from the unit. Keep it secret. Chúng mình sẽ chọn một phát minh của bài học và giữ nó một cách bí mật. Draw a diagram in a notebook or on a piece of paper listing some benefits or uses of the invention. Chúng mình sẽ vẽ cái sơ đồ vào trong vở hoặc là trên một mảnh giấy, liệt kê những lợi ích hoặc là những cách sử dụng của các phát minh đấy. And then, work in groups, swap the diagrams with others. Chúng mình sẽ làm việc theo nhóm, trao đổi những cái sơ đồ đấy đối với các bạn khác. Take turns reading the diagrams and guessing the inventions. Chúng mình sẽ lần lượt đọc những sơ đồ của mình và lần lượt đọc những cái sơ đồ đấy và đoán xem đó là cái phát minh nào. Chúng mình sẽ đoán xem cái phát minh nào dựa trên cái lợi ích hoặc là cái cách sử dụng của phát minh ấy mà chúng mình đã liệt kê ra. For example, ví dụ, chúng mình nhìn vào cái biểu đồ này. Chúng mình có thể thấy một số lợi ích hoặc là cách sử dụng của nó. At work, plan holidays for customers, answer questions, and so on. Ở trong công việc thì nó lập kế hoạch nghỉ lễ cho khách hàng, giải đáp thắc mắc. In transport, find the best routes, or so on. Ở trong giao thông thì tìm các tuyến đường tốt nhất. At home, clean the house. Ở nhà thì lau nhà. Như vậy, dựa vào các lợi ích và các cách sử dụng của cái phát minh này, chúng mình thử đoán xem đó là phát minh nào. Vậy, dựa vào những lợi ích này thì chúng mình có thể đoán được. Is artificial intelligence. Nó là trí tuệ nhân tạo. Tương tự, chúng mình sẽ làm một biểu đồ liệt kê các lợi ích và cách sử dụng của cái phát minh đấy. Sau đấy, bạn của mình sẽ đoán xem đó là phát minh nào. Ví dụ, for example, communicate over long distances. Cái phát minh này giao tiếp, cho phép con người giao tiếp trong một khoảng cách xa. Study and work online. Học tập và làm việc trực tuyến. Find solutions for every question. Nó có thể tìm ra giải pháp cho mọi câu hỏi. Vậy, dựa vào các lợi ích hoặc là cách sử dụng này thì chúng mình có thể đoán được đây là the internet. Đó là mạng internet. So now, let's move to exercise 2. Rewrite the sentences. Chúng mình sẽ viết lại câu. Here are some useful expressions. Đây là một số cách biểu đạt hữu ích giúp chúng mình có thể viết lại được câu. Something or doing something is one of the many benefits of dot dot dot. Cái gì đấy là một trong những lợi ích của dot 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 enables or allows or helps us to do something. Giúp chúng ta làm việc gì đó.
E are used in something or for doing something or to do something. Được sử dụng để cho việc gì đó. Is or are useful for something, for doing something, for somebody to do something, in doing something. Được sử dụng cho ai làm việc gì. Đây là một số cách diễn đạt để chúng mình có thể viết lại được câu. Viết lại các câu sau. There are four sentences. Ở đây chúng mình có bốn câu. Chúng mình sẽ viết lại câu thứ hai để nó có nghĩa tương tự với câu đầu tiên. Chúng mình sẽ sử dụng các diễn đạt hữu ích mà chúng mình vừa rồi tìm hiểu. Number one, AI helps drivers to find the best routes in transport. AI là viết tắt của Artificial Intelligence, tức là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo giúp người lái xe tìm được những tuyến đường tốt nhất trong vận tải, tức là trong giao thông. Thế thì chúng mình sẽ viết lại câu là Helping drivers to find the best routes is one of the benefits of AI in transport. Giúp người lái xe là một trong những lợi ích của AI trong giao thông. Giúp người lái xe tìm được tuyến đường tốt nhất là một trong những lợi ích của AI trong giao thông. Number two, vacuum cleaners allow us to clean the house quickly. Máy hút bụi cho phép chúng ta dọn dẹp nhà cửa một cách nhanh chóng. Vậy chúng mình sẽ viết lại câu này là Vacuum cleaners are useful for cleaning or in cleaning the house quickly. Máy hút bụi thì rất hữu ích để chúng ta dọn dẹp nhà cửa một cách nhanh chóng. Chúng mình có thể sử dụng là for cleaning hoặc là in cleaning. Number three, smartphones are used for learning languages. Điện thoại thông minh được sử dụng để học ngôn ngữ. Smartphones help us to learn languages. Điện thoại thông minh giúp chúng ta học ngôn ngữ. Number four, telephones are useful in communicating over long distances. Điện thoại rất hữu ích trong việc giao tiếp trong một khoảng cách xa. Chúng mình sẽ viết lại câu là Telephones are used to communicate or for communication or for communicating over long distances. Điện thoại được sử dụng để liên lạc ở khoảng cách xa. Chúng mình có thể sử dụng là to communicate hoặc là for communication hoặc là for communicating đều được. Let's move it to exercise 3. Write a paragraph about 120 to 150 words to describe benefits of the invention. Viết một đoạn văn khoảng 120 đến 150 từ để mô tả cái lợi ích của phát minh. Chúng mình có thể sử dụng dàn ý sau. Trong dàn ý này, chúng mình sẽ có 3 phần. Phần đầu tiên, first sentence, introduction. Phần đầu tiên đó là phần giới thiệu, câu đầu tiên. Phần thứ hai, supporting sentences, development, câu hỗ trợ trong phần phát triển ý. And the last one, last sentence, conclusion. Đó là phần cuối cùng của chúng mình, phần kết luận, đó là câu cuối. In the first sentence, ở trong câu đầu tiên, chúng mình sẽ nói What is the invention? Chúng mình sẽ giới thiệu đó là phát minh gì? Supporting sentences, các câu hỗ trợ. Chúng mình sẽ miêu tả What is the first benefit? Give some explanation and or examples. Lợi ích đầu tiên là gì? Đưa ra một số giải thích hoặc là ví dụ. What is the second benefit? Give some explanation and or examples. Lợi ích thứ hai là gì? Đưa ra một số giải thích.
Và hoặc ví dụ, what's the third benefit? Give some explanation and or examples. Tương tự, chúng mình đưa ra lợi ích thứ ba và đưa ra một số giải thích hoặc là ví dụ. Last sentence, câu cuối, câu kết luận. How important or useful is the invention in our life? Phát minh ấy quan trọng và hữu ích như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Sau đây là gợi ý dành cho chúng mình. Electricity is one of the great inventions of the past because it has brought many benefits for people. Đây chính là câu mở đầu, introduction, the first sentence. Đây là câu mở đầu của chúng mình. Giới thiệu về phát minh. Điện là một trong những phát minh vĩ đại của quá khứ bởi nó đã mang lại rất nhiều hữu ích, lợi ích cho con người. First, electricity can be used to light our houses and streets. Without it, the world will be dark and dangerous. Second, electricity is also useful in heating. For example, in cold areas, electric heaters can keep us warm and healthy in long winters. Finally, the most important use of electricity is to run machines. Without electricity, factories, schools, and hospitals cannot run normally. Everyone and everything will stop working. Other inventions, such as TVs, computers, and robots, will become useless without electricity. Đây chính là phần thân bài của chúng mình. Development, phần phát triển ý. Chúng mình có những câu supporting sentences, tức là những câu hỗ trợ để phát triển ý. Chúng mình có ba lợi ích. First, second, and finally. Chúng mình có lợi ích đầu tiên, lợi ích thứ hai và lợi ích cuối cùng. Đầu tiên, điện có thể được sử dụng để thắp sáng nhà và đường phố của chúng ta. Nếu không có nó, thế giới sẽ tăm tối và nguy hiểm. Thứ hai, điện cũng hữu ích trong công việc sưởi ấm. Ví dụ, ở những vùng lạnh giá, máy sưởi điện có thể giữ ấm và khỏe mạnh cho chúng ta trong suốt mùa đông dài. Cuối cùng, việc sử dụng điện quan trọng nhất là để chạy máy. Không có điện, các nhà máy, trường học, bệnh viện không thể chạy bình thường. Mọi người và mọi thứ sẽ ngừng hoạt động. Các phát minh khác, chẳng hạn như là TV, máy tính và robot sẽ trở nên vô dụng nếu không có điện. Đây chính là phần thân bài của chúng mình. In conclusion, electricity plays a very important part in our life today, and we cannot live without it. Đây là câu kết luận. Tóm lại, điện đóng một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, và chúng ta không thể sống thiếu nó. Như vậy, bài viết này của chúng mình đầy đủ cả ba phần: mở đầu, phát triển ý và kết luận. Trong phần phát triển ý thì chúng mình có nêu ra ba lợi ích của điện. Đi kèm đó là những giải thích, những ví dụ. So this is the end of the lesson today. Goodbye everyone. See you in the next lesson. Khóa học viên rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.